mà bệnh đau á, thì bà con cứ đứng không nhớ những người này cho một số những cái đường bích à, nay ông bác sĩ này mai thầy kia mai ông thầy cũng mất họ thì dẫn đến để trị mới đem cái điều đó là đem cái điều tai họa cho cái người. Người ở đời thì chỉ người ta còn chạy nhiều thầy nó còn hư bệnh có các cái đa sư hư bệnh, còn huống hồ là mình là người tu rồi mà người nào cũng thấy ờ mình giúp đầu với họ nói có ông thầy chị hay lắm á, cái chạy theo thầy luôn nghe bà ta, cái có người khác chỉ thôi đó ông thầy một tiền bao giờ nữa ông chích mũi là hết, cái chạy ông chích mấy mũi riết rồi cái bệnh nhẹ nó chích riết rồi bắt đầu ông mũi riết rồi cái mình muốn liệt lên mình luôn cái đừng nói chị mà chịu nổi. Cho nên ở đây không có nơi mà lăn xăng về cái vấn đề lo lắng lo bệnh đau là nhân quả, tới cái giờ phút phải trả cái quả đó thì cơ thể nó bị bệnh nặng nhẹ là do cái nhân quả của đời trước của mình đã tạo cái duyên ác chuyện mà thôi, hơi nào mà sợ. Mà bây giờ mình có những cái phương pháp sống ngày cửa không có phạm năm giới thì nó đã sẵn sàng chuyển được cái quả hiện đó rồi, nhưng mình vì quá sợ hãi tinh thần có yếu kém thì cái nhân quả, cái lực của nhân quả nó mạnh, cái lực nghiệp của nhân quả mạnh, khi yếu kém cái tinh thần yếu kém thì nó khiến cho người này chỉ thế này người kia chỉ như thế này, làm cho nó lan sang, cho nên nó không tập trung vào cái chỗ tu tập của mình được mà mình bị đậm. Ví dụ như ông thầy này dạy bảo phải uống thuốc này phải ăn cái kia, ông thầy nọ dạy uống thuốc này vô thì không có nên ăn cái gì hết, rốt cuộc ông dạy ăn mà ông không dạy ăn là không biết theo ông nào đây, theo ông mà không ăn thì cũng chết mà theo ông ăn nhiều thì cũng chết, hai ông này ông ăn nhiều cũng chết mà ông ăn thì cũng chết. Còn mình là người tu theo đạo Phật thì điều độ ăn ngày một bữa, tới giờ ăn là ăn, bệnh đau là mặc bệnh, pháp ôm là ôm, nhưng mà không sợ bởi vì mình đã biết qua kia nay đau làm sao mà bệnh nó là vô thường, bữa nay nó đau chứ ngày mai nó sẽ hết, nó làm gì mà nó chết mình được, tại vì mình sợ chết cho nên mình chạy bác sĩ rồi mình lo. Chứ còn sự thật ra cái nghiệp nó đến đó mà cái nghiệp nó chưa chết thì mai bữa một bữa hai bữa hết, còn thân mình nó có đau đâu, cho nên bệnh đau nó vô thường mà đừng có ngày mai đau. Ngày mai đau thì ngày mốt ngày hết chứ, họ uống thuốc cũng hết nữa, thầy nó thật sự. Mà cái người gan dạ thì nó sẽ, còn cái người mà không gan dạ nghe đau nhức rên hộ thì cái người đó nó đi uống đi chứ không có người đó dễ chết lắm. Nghĩ gì rên là nó thấy mình sợ nó cho nên nó hoành hành hơn nữa. Còn cái người cũng rên coi như thường, nó coi như thường. Vì vậy mà đối với cơn bệnh đau, cái người mà coi thường là cái người đó sẽ vượt qua. Thầy nhắc lại có một câu chuyện mà thầy đã chép lại cái bài học. Bà lão 102 tuổi, bà bị ung thư trong cái giường họng của bà cho nên bà nói bà nhức răng thôi, đau răng thôi chứ bà không thấy bà đau ung thư. Mà đến bác sĩ thì người ta thấy bà bệnh như vậy, nhức trong cái giường họng bà rồi. Mà bà nói bà khỏe lắm mà, có gì đâu. Cuối cùng đến vị bác sĩ ung thư, bà cũng nói bà khỏe, bà không biết tính nhạc trị đâu. Bà nói ta đau răng chứ ta đâu có ung thư gì. Mà bà gì, 6 tháng sau bệnh ung thư bà luôn á. Với cái tinh thần mạnh mẽ người ta cứ nghĩ người ta ung thư. Còn mình á, đau ít thì nghĩ là mới biết đầu cái cơ cảm thôi mà tưởng là nó loạn ốc ở trong ốc của mình chắc nó chảy hết ở trong rồi, cho nên mình nghĩ nhẹ mà mình nghĩ nặng là thì nó còn nặng à. Cho nên vì vậy cái tinh thần của mình là cái quan trọng rất là quan, cho nên đối với cái bệnh gì mặc dù bệnh gì bộ này ra cái gì cứ vô thường, quan đau hay đau thì mày ngày mai cũng hết thôi, vui gì tao cũng sợ. Nên vì vậy cứ ăn cơm no rồi ngủ thẳng thẳng thì hết lo. Họ tận thuốc, họ tốn tiền, họ đi bác sĩ, họ làm người thương, khỏe. Cho nên dưới cái tinh thần họ mạnh mẽ như vậy, nó cũng là vượt qua rồi. Còn bây giờ chúng ta lại được pháp, được phương pháp, cách thức để đi lưu bệnh, có gì mà lại sợ. Còn bây giờ thầy giảng với con, uống thuốc thì con uống thuốc, đuổi bệnh thì uống đuổi bệnh, cũng sợ. Cái đồ đó mà lo cái gì, cái bệnh, thầy nói thiệt, ung thư kệ ung thư, lao hỏi kệ lao hỏi. Di trùng bây giờ có đống đống nó cũng phải chạy đuổi hết, cái thứ gì mà đuổi không đi. Cơ thể này là cơ thể của nhân quả, nếu có chết thì đem chôn đất không sợ ai đâu mà tiếc, có người nào mà sống dài được không? Không có, có người thì chết trẻ, có người thì già, cho nên cái con đừng có dao động gì nữa. Còn về phần con thì mỗi một ngày để dành ra từ ba tu thôi, tu như ở cái gì, tu như họ bác con trai, khi nào có rảnh con trai đừng tập giữ gì tới không, ở nhà mình cứ lo cả tập rồi kia dậy cũng dậy mình tập viết tập về ăn uống trên cơ thể trên cái tay cái gái, để khi có đau bệnh riêng đó mà đủ bệnh cơ thể cái bệnh cái gì quan trọng hết. Nếu mà nằm liếm đó thì bản thân thì nằm liếm đó thì họ cũng dùng cơ thể tập nghỉ lui ra hết, cái bệnh nào hỏi được không được họ mấy gì chết thì cả gia đình sẽ chôn, có lo gì mà chết mà được ở trong cái tâm bất động
không thì ít ra mấy con cũng đã không còn tham sân si, không còn sợ hãi, thì nó cũng sanh vào những người đầy đủ trí tuệ, thông minh, sáng suốt, sanh lên làm con người nó đầy đủ phước báo, quân không thiếu ăn áo, thiếu mặc, nó không cực khổ nữa, thì không phải sung sướng sao? Thay vì bây giờ mang cái thân này nó đi cày ruộng, cái này kia có cơm ăn cực thì chết, thì bây giờ bỏ được cái thân này thì mà giữ được cái tâm không dao động thì nó lại sanh ra nhằm con vua chúa. Bây giờ mở mắt ra thì cơm ăn áo mặc đầy đủ còn ngon, không phải sướng sao? Để mang cái thân này trời ơi quá khổ. Từ cái hoàn cảnh khổ này mà giữ được cái tâm bất động thì mấy con sẽ, nếu mà còn tái sanh tức là còn tham si bởi vì muội được, nhưng nó tương ưng với những cái người đầy đủ phước báo thì làm con họ thì ta là không biết chưa. Cho nên ở đây nó lợi ích rất lớn, nó nỗ lực tu tập như vậy.